Monalis là một tập đoàn có khoảng hơn 160 nước trên thế giới. Trên Việt Nam thì có mạng phân phối rất là lớn, có khoảng hơn 230.000 điểm bán, gần 2.000 nhân viên bán hàng. Và vi mô thì chúng ta có khoảng gần 150 nhà phân phối trên toàn quốc. Chuyện bán hàng truyền thống thì các bạn sẽ xài cái tablet để các bạn bán. Như mọi người biết, tablet thì chúng ta phải thay đổi nó liên tục 2-3 năm mà mình phải mua mới. Toàn cầu hóa về mặt công nghệ thông tin đó, thì nó đòi hỏi một cái tốc độ xử lý nó tốt hơn. Chúng ta không thể nào mà xài một cái tablet cũ mà đi bán hàng. Và khi mà chúng ta tích hợp tất cả các ứng dụng, nó sẽ gặp rất là nhiều trở ngại. Với Monalee thì một trong những chiến lược tự động hóa về hệ thống bán hàng. Hệ thống bán hàng thì không chỉ là điện thoại để bán hàng, có một cả một cái hệ sinh thái. Tất cả các chương trình ứng dụng hỗ trợ bán hàng thông minh và áp dụng công nghệ AI vào trong bán hàng. Monalee là một trong tập đoàn đi tiên phong về chiến lược tự động hóa cho nhân viên bán hàng. Monalee thì hướng tới là giải pháp tiện lợi hóa cho nhân viên. Kỳ vọng đầu tiên là cái hệ thống mà nó chạy chân tru, có một cái đội ngũ support chuyên nghiệp. Tất cả các xe họ đều bây giờ là họ đều có thiết bị cá nhân hết. Nếu như mà mình tiếp tục mình duy trì dùng tablet cũ á, thì nó sẽ dẫn tới là rất là nhiều lỗi phát sinh. Do cái tablet nó chạy chậm thì dẫn tới là cái app nó dễ bị lỗi. Thì mình tư vấn khách hàng là nên chuyển đổi sang sử dụng cái thiết bị cá nhân của sale, vừa tiện cho sale, họ chỉ cần cầm một thiết bị ra ngoài thị trường thôi, vừa sử dụng cá nhân vừa bán hàng được, mà họ vẫn nâng cấp thường xuyên điện thoại của họ, và lúc đó là mình có được một cái thiết bị cấu hình tốt để chạy cái ứng dụng của mình tốt hơn. Khi bắt đầu khởi động dự án thì có rất nhiều vấn đề bất cập. Ví dụ như là đây là một cái điện thoại cá nhân, làm sao chúng ta quản lý được nhân viên có thể vừa sử dụng được thông tin cá nhân nhưng vẫn có thể hoạt động bán hàng được, đó cũng là một bài toán. FPT là một đối tác lớn, có sự chuyên nghiệp và mình cũng đánh giá cao các giải pháp để có thể đáp ứng được tất cả các nhu cầu của Monalee, đáp ứng ở mức độ phức tạp, cái sự công tác rất là tốt. Đội ngũ nhân viên bán hàng thường xuyên bị thay đổi, thì nhờ cái ứng dụng của mình sẽ liệt kê ra danh sách tất cả những cái khách hàng mà anh đó phải viếng thăm, vị trí nằm đâu, mình có bản đồ cho họ coi, mình sẽ có toàn bộ thông tin về khách hàng, lịch sử giao dịch, lịch sử làm việc với khách hàng đó. Thì dù cho một anh nhân viên mới vẫn có thể làm việc với anh khách hàng mới này một cách nhanh chóng nhất có thể và hiệu quả nhất có thể. Mình áp dụng rất là nhiều cái công nghệ mới nữa, chẳng hạn như về phân tích dữ liệu, về AI, nhận dạng hình ảnh, tiếng nói. Thế là mình áp dụng những cái công nghệ, những cái kỹ thuật mới này đưa vào những cái operation của đội ngũ nhân viên bán hàng hay là việc quản lý nhà phân phối hàng ngày, thì đây mục tiêu là để tăng cái hiệu quả có ích cho công ty trong việc là phân tích dữ liệu và đưa ra những cái quyết định trong việc là họ quản lý cái kinh doanh của họ. Phụ trách team có một cái đội ngũ rất là dày dặn kinh nghiệm và có thể đưa ra rất là nhiều giải pháp, và chúng ta thấy được những giải pháp đấy, mình lường trước được những cái rủi ro mà chúng ta phải gặp phải. Mình đánh giá nó là một cái thuận lợi khá tốt khi mình bắt đầu dự án này. Đội ngũ có sự thấu hiểu về khách hàng, các giải pháp rất là thực tế, luôn luôn phối hợp với nhau rất là chi tiết và cặn kẽ. Trong quá trình mà chạy thì mình quan sát thấy là mọi thứ nó đều hoạt động rất là ổn định, khá thành công ở quy mô lớn như vậy. Đáp ứng được 1.500 nhân viên có thể đồng loạt chạy sử dụng ứng dụng, bán hàng hàng ngày, thao tác, hệ thống server, data hoạt động liên tục hàng ngày. Đến bây giờ nó vẫn đạt một cái kỳ vọng tuyệt vời như mình mong đợi. Hàng năm công ty Monalee cũng saving được rất là nhiều chi phí, phải đến vài triệu đô la. Ngoài cái bài toán chi phí á, chúng ta giảm được cái chi phí phải đầu tư ra thị trường khá lớn từ Monalee. Về mặt công ty thì đây là một cái bước đệm để xong mà chúng ta có thể đưa được hệ sinh thái vào trong cái điện thoại bán hàng, sẽ giúp cho công ty mà phát triển là những cái ứng dụng nó nhiều hơn về tương lai. Năm nay là một cái năm trọng yếu của Monalee để roll out một giải pháp lớn nhất toàn cầu là đơn hàng đề nghị tự động. Công ty có 230 sản phẩm trở lên và việc phân phối từng nhóm sản phẩm vào từng phân khúc khách hàng là điều cần được tự động hóa, và đây là một trong những dự án mà công ty áp dụng trực tiếp công nghệ AI cùng FPT để đưa ra một giải pháp trên ngoài thị trường để thúc đẩy sự tăng trưởng thông qua công nghệ. Để xây dựng một doanh thu bền vững thì công nghệ là quan trọng. Đây cũng là một trong những giải pháp mà sẽ mang tính đột biến tăng trưởng cho Monalee trong một vài năm tới.